Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, kính thưa các bác. Hôm nay thì em cũng mạnh bạo giới thiệu thêm một dòng sản phẩm cũng bán rất là chạy trên thị trường bây giờ. Và bên em có rất là nhiều hàng. Và bên em cũng bán ra thị trường rất là nhiều trong vòng 2018 và đầu năm 2019 này thì của em cũng bán những dòng này rất là nhiều. Vâng, đó chính là dòng lọc xì. Vâng, nói đến lọc xì thì trong bộ âm thanh nhà chúng ta thì nhất thiết là phải có cục âm ly này, hoặc âm ly hoặc là vang cơ. Vang cơ thì chúng ta phải thêm cục đẩy công suất, còn âm ly thì chúng ta sẽ không cần cục đẩy công suất nữa. Và loa thì nhìn nhiều bác cũng dùng thêm cả súp nữa, nhưng nó cũng rất là cần thiết khi trong dàn karaoke gia đình nhà chúng ta nó mà đầy đủ hết thì nó rất là hay. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác dòng lọc xì phi vây. Vâng, dòng lọc xì này thì cũng không lạ lùng gì với lại các bác rồi. Em kính mời các bác ngắm qua cận cảnh một chút ở phía trước của dòng lọc xì phi vây này. Vâng, và các bác có thể thấy đập ngay vào trước mắt các bác đó là set 1 và set 2 với hai hàng trên và dưới để cho chúng ta chỉnh set 1 và set 2. Những cái cần này là có 31 cần các bác nhá. 31 cần, cho nên là các bác chỉnh thoải mái, phiêu theo tiếng nhạc của các bác. Các bác thích chỉnh như thế nào thì các bác cứ thế mà chỉnh thôi. Các bác thích nghe tiếng chép thì cho chép lên, và thích nghe bát các bác cho bát lên, thích nghe chung các bác cho chung lên. Vâng, thì em cũng chia sẻ một chút. Thì các bác chỉnh những dòng bát thì từ 20Hz đến 250Hz. Nhưng cái 200 cái 20Hz trở ra đến 50Hz, đây là cái giải siêu trầm này các bác ạ. Đây là cái giải siêu trầm này. Giải siêu trầm cái bát nó cực mạnh luôn. Đấy, cho nên là đến những giải từ 63Hz đến giải 315Hz này, nó là cái giải trung trầm. Đấy. Và cũng tương tự như kênh 1 thì kênh 2 cũng thế thôi. Vâng, và ra đến cần thứ cái cần mà chỉnh 2500K này đến 20K này là các bác chỉnh về chép nhé. Các bác chỉnh chép. Đó, tiếng nó rất là sáng và hay. Đấy, các bác có thể nhìn thấy em cũng đã đánh dấu sẵn từ đây, từ 250K trở lại và từ 315K đến 2,5K, đây là chỉnh chung, và từ 3,15K đến 20K là chỉnh chép. Vâng, và tiếp theo đó các bác có thể nhìn thấy đây là nút equal, và bên dưới này cũng như hai kênh nó giống như một các bác nhé. Trên là chỉ equal, tức là ấn vào là equal có chạy qua hay là không, mình có cho equal chạy qua hay là không thì mình ấn vào đây. Và ở nút ngoài cùng này thì nút ranger. Đấy, ranger thì khi các bác ấn vào thì cái tiếng bass nó sẽ đậm hơn, nó sẽ sâu hơn, và khi các bác thả ra thì cái bát nó trở về như kiểu là lọc xì chạy bình thường như này thôi, chứ nó không có cái hiệu ứng là sâu hơn nữa. Vâng, và tiếp theo đây các bác cũng có thể chỉnh tiếp khi các bác gạt cần rồi nhé. Đấy, các bác gạt những cần này rồi, các bác còn có thể chỉnh tiếp ở những cái núm này, đó là núm low cut. Low cut thì các bác đó là chỉnh bát của nó các bác nhé. Đấy, low là giải thấp, hình thì là giải cao, các bác có thể chỉnh chép này. Và đây là level. Level thì nó là cái to nhỏ. Đấy,
trên là kênh 1 và dưới là kênh 2, y xì như nhau thôi. Vâng, đây là sản phẩm Vivay, có mã là 231 Equine. Và đây là nút bật tắt nguồn. Vâng, và bây giờ em sẽ quay lên mặt đằng sau lại cho các bác xem nhé. Cực chất đúng dòng dòng Vivay này, dòng lọc xì này cực kỳ chất luôn. Đây các bác có thể thấy, đây là cắm nguồn vào này. Và đây thì các bác có thể cắm đường output của nó ra này. Output và đây hai cổng này là input vào. Vâng, các bác có thể thấy nhìn đây. Made in USA các bác nhá. Hàng này là hàng của Mỹ luôn các bác nhá. Hàng đây các bác có thể nhìn thấy Made in USA này. Vâng, và vâng, và kính thưa các bác, thì bây giờ video của bên Cốc Cốc Audio xin được khép lại tại đây. Và em kính chào các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh, và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio nhé. Em một ngày gần đây nhất thì em sẽ test cái tiếng của chiếc Vivay này, và em sẽ giới thiệu và nhưng với những cái kinh nghiệm của em thì em cũng chia sẻ với các bác là cái chế độ chỉnh và cái cách chỉnh luôn ở trên máy luôn, thì các bác sẽ xem thì các bác cũng sẽ dễ hiểu hơn. Và bây giờ thì nó cũng muộn rồi, cho nên là em cũng không muốn mở nhạc, thì hàng xóm cũng hơi khó tính vì các cụ cũng có tuổi rồi. Vâng, em kính chào các bác nhé, hẹn gặp các bác những video tiếp theo.